Em thấy rất là hấp dẫn rồi đó. Mấy cái món này á, nó ngon á là nhờ nước mắm mà. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với căn bếp của siêu đầu bếp trong truyền thuyết. Mình là Hữu Thanh Tùng. Và ngày hôm nay người vào bếp cùng với Hữu Thanh Tùng sẽ là một người anh đẹp trai, tài giỏi, rất là được nhiều người anh chị em bạn bè yêu mến. Nhưng rất tiếc là anh ấy đã có vợ rồi. Xin chào mọi người, tôi là một biên tập viên truyền hình. Với cơ duyên gặp Tùng ở trong một chương trình thì sau đó tôi và Tùng đã trở thành bạn của nhau. Và ngày hôm nay thì tôi đang khá là tò mò và háo hức khi mà được Tùng mời đến căn bếp của Tùng để đãi cho tôi một món ngon mà tôi cũng chưa biết đó là món gì nữa. Thực sự rất là háo hức. Và xin chào đón anh Phan Tony. Ôi trời ơi, giới thiệu quá là ưu ái luôn. Xin chào tất cả khán giả của vua đầu bếp trong truyền thuyết hả? Siêu đầu bếp trong truyền siêu đầu bếp trong truyền thuyết. Rồi hôm nay cho anh ăn gì đây? Anh yên tâm, vào bếp của em là sẽ không bao giờ để bụng đói đi về. Bây giờ anh nhìn nguyên liệu này, anh có thể đoán là ngày hôm nay em làm món gì không? Nếu mà anh nhìn nguyên liệu như vậy thì anh sẽ đoán là đây là món bánh xèo đúng không? Bánh xèo này là bánh xèo của siêu đầu bếp trong truyền thuyết nha. Bánh xèo là món khoái khẩu của anh. Đúng rồi. Nếu mà em đã ăn hôm nay món bánh xèo thì quá tuyệt vời luôn. Rồi. Bình thường á là các bạn sẽ vào bếp cùng với em. Anh cũng sẽ vào chứ. Ok. Chứ làm món này tốn công lắm á. Ok ok. Mình em làm không được đâu, để anh phụ em một tay nha. Ok. Anh là làm nước mắm là tốt nhất trong nhà đó. Ok, vậy thì hôm lát nữa làm nước mắm. Vậy không, bây giờ nhiệm vụ là anh sẽ làm nước mắm, còn em sẽ là đổ bánh xèo. Rồi, anh cũng sẽ phụ em mấy cái sơ chế nguyên liệu này nè. Món bánh xèo miền Trung là món là anh yêu thích nhất luôn hả? Bởi vì nó gắn liền với tuổi thơ của anh. Một tuần 7 ngày thì là sáng hết cũng phải 5 ngày là anh muốn ăn bánh xèo rồi đó. Rồi. Sau này á, anh nói chuyện với mẹ anh á, thì mẹ anh mới cho anh biết là bánh xèo với bánh bèo là món mà mẹ anh thích ăn nhất trong lúc có bầu. Trời. Nhiều khi là như vậy, cho nên đó là lý do khiến cho anh rất là dễ chịu với món bánh xèo, ăn rất là nhiều. Em cũng có ấn tượng nha, ngày xưa trước lúc mà mẹ em đẻ em ra là mẹ em ăn 8 hay gần 10 cái trứng vịt lộn. Giờ em thích ăn trứng vịt lộn? Không, cho nên là đến khi mà em lên đại học là em không biết ăn trứng vịt lộn luôn. Cho đến một cái lần đó, em đi ăn trứng vịt lộn với thêm lại bạn em á, thì nó mới kêu ra cho em cái phần trứng vịt lộn nào ta. Có nghĩa là trứng vịt lộn bọc với lại bọc một lớp bột bên ngoài, sốt với me. Thì lần đầu tiên đó em mới ăn me được. Đúng. Bây giờ anh làm nước mắm đi. Làm nước mắm hả? Thì tỏi ớt đâu? Đó anh làm đây, anh lột tỏi đây, ớt. Đây tỏi ớt. Rồi đây ha. Đây luôn. Mắm này mà muốn ngon là phải giả bằng chày dưới cối, chứ mình sắc vậy là nó không ngon được đâu. Có luôn. Đây. Hay quá. Lúc mà lớn lên á là anh học cái gì trước, sau đó anh mới làm biên tập viên? Anh học kinh tế. Anh học về kinh tế hả? Đúng rồi. Vậy sao anh không phát triển bánh xèo miền Trung? Ngành đó là người ta nói là một ngành rất là dễ vào, nhưng mà để mà thành công mà tạo được chuỗi này kia thì sẽ rất là khó. Bột bánh xèo nó sẽ có một ít màu vàng của nghệ. Nhưng đúng mà rồi. Hôm nay á, em sẽ không cần màu vàng của nghệ luôn. Em cứ sáng tác đi, mình... anh sẽ ăn rồi anh sẽ đóng góp ý kiến nhiệt tình cho. Tại sao lại cơ duyên nào anh lại đi làm biên tập viên? Anh làm gì chứ không? Anh có làm gì chứ không? Anh học kinh tế đúng không? Nhưng anh đã đi làm rất là sớm rồi. Anh đi làm từ năm 2 đại học là anh đã bắt đầu đi làm rồi. Anh làm marketing cho mấy đơn vị nhà nước có, tư nhân có. Dạ. Rồi anh cũng đi làm gọi là nhân viên kinh doanh. Trong khoảng thời gian mà anh đi làm việc này việc kia thì có một cái đầu việc nữa, đó là đóng quảng cáo á. Đóng quảng cáo xong rồi đi đóng phim nữa. Trời ơi, em đóng quảng cáo đi đóng phim thì ngày xưa lúc mà mình tham gia chương trình thì em biết rồi. Bình thường anh pha nước mắm á, là anh có sử dụng đường không? Thì em sẽ sử dụng mật ong. Anh cứ thử pha bằng mật ong đi. Ok, đây, được rồi, anh sẽ thử nha. Theo em thôi nha, làm biên tập viên nhưng mà lại là biên tập viên của đài truyền hình nó khó không? Khó. Khó đúng không? Tại vì anh làm chính luận mà. Chính luận, đó, đó, chính xác. Nên là thành ra cái yêu cầu nó cũng sẽ khắc khe hơn một tí xíu. Biết sao, cái này á, mình phải giả nó là nát thì cái mắm nó mới ngon. Đúng, chính xác luôn. Hay quá, trời ơi. Có nghĩa là tỏi hay là tất cả mọi thứ thì mình đều giả trong cối hết. Bây giờ sẽ tới phần quan trọng nhất của chúng ta. Đúng rồi, đổ bánh xèo phải không? Đổ bánh xèo. Đúng rồi,
Rồi, như vậy là món bánh xèo siêu đầu bếp trong truyền thuyết đã xong. Xin mời anh Tony, mình phải thưởng thức trước đi. Đúng rồi, mình mới bắt đầu câu chuyện tiếp theo. Bây giờ anh muốn ăn không, chính xác là phải ăn với lại rau lá cải. Lá cải. Đúng rồi. Đúng, ăn bánh xèo luôn là đúng, có rồi. Nghĩa là mình bóc bằng tay luôn. Thôi bóc bằng tay luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi, mình bóc bằng tay luôn đi. Đây. Ok, đây rồi, cảm ơn em. Bây giờ mình chấm nước mắm của chấm anh đi. Ừ, chấm thử nước mắm của anh đi. Đây. Thì sao? Hả? được không? Ngon quá. Hợp lý đúng không? Giờ mình xèo thử nha. Trời. Chảy nước mắt luôn, nhớ quê hương. Ngon. Đúng mùi, đúng vị. Dạ. Món này nó ngon á, là nhờ rau. Cái phần mà em chuẩn bị này là đúng cái rau mà anh hay ăn với bánh xèo ở ngoài anh luôn nè. Đúng không? Đó, nên cái thành phần này là chính xác. Quan trọng nhất sẽ là cải. Tại vì em cũng là gốc của em cũng là gốc miền Trung mà. Ừ. Đó. Cái công việc mà mình làm phóng viên vậy đó, mình đi chỗ này chỗ kia có nguy hiểm không? Câu trả lời là có. Phóng viên là một nghề á, có tính đặc thù rất là cao. Thiên tai bão lũ. Dạ. Thì phóng viên người ta phải ở hiện trường. Đúng rồi, đúng rồi. Nếu mà em không có đủ kinh nghiệm hay là em không có người địa phương, đến khi nước lũ dâng lên mà em biết là nhất thủy nhì hỏa, không bao giờ mà em có thể chống được cái sức mạnh của mình. Nhưng mà rồi khi mà ví dụ mình lấy vợ xong mình làm biên tập, mình có nghĩ là mình sẽ giảm bớt cái công việc đó lại không? Khi mà cái công việc này nó có cái đặc thù như anh nói lúc nãy đó, phóng viên hay là biên tập viên á, người ta sẽ có cái sự tiếp nối và kế thừa. Ví dụ như ngày xưa khi anh mới vào công tác tại đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đi, thì nó là 10 năm trước đi, anh tuổi đã trẻ độc thân, những cái đó tất nhiên mình sẽ xông pha rồi. Nhưng bây giờ thì sẽ có những bạn trẻ, những bạn độc thân, những bạn họ sẽ cần cái trải nghiệm đó. Bình thường ở nhà anh có lãng mạn không? Sự lãng mạn của anh thì ít, nhưng mà sự hài hước của anh ở nhà thì nhiều. Tức là quan điểm của anh là anh... Ủa? Ê, cái này phải coi lại nha em. Hài hước ở nhà hả? Đúng rồi. Là sao? Tức là anh, em nói đúng, tức là công việc của anh nó như thế, hay là những điều anh chia sẻ nó vốn dĩ nó nặng về thông tin, nó nặng về những cái kiến thức xã hội này kia, nhìn thì rất là khô khan. Nên ví dụ như khi mình làm việc á, thì mình sẽ làm tốt điều đó đúng không? Nhưng khi ví dụ như mình ở với những người thân, người quen, thì anh mới là người làm cho cả nhà cười nhiều. Anh thường thường thì anh chỉ mở lòng hài hước với gia đình á, nhà sau này là với em, thì chung đúng rồi, đúng rồi, thì cũng sẽ hài hước hơn. Nhưng mà ý là em thắc mắc nè, mình ở nhà mình sẽ nói chuyện hài hước hay là hành động hài hước? Từ khóa đầu tiên khi người ta nói tới hôn nhân, người ta sẽ nghĩ tới chữ trách nhiệm. Đúng rồi. Điều đó, cái đó không sai, cái đó không hề sai. Nhưng mình cũng đừng có để nó bị khô khan quá bằng cái việc là mình buộc mình phải như thế này, như thế kia. Mà anh luôn luôn mong muốn anh với vợ anh là thoải mái với nhau nhất có thể. Thật ra là cái lời nói của anh nó giống như là nó suôn sẻ quá, nó rõ ràng quá. Ừ. Cho nên là mọi người sẽ nghĩ khô khan thôi. Anh là biên tập nè, vợ anh là cô giáo luôn. Trời ơi. Không biết trong nhà đối thoại làm sao đúng không? Ví dụ như trong nhà mà lỡ có tranh luận đó. Ừ. Ví dụ như hai vợ chồng trong nhà có tranh luận thì sao ta? Có, không. Vui vẻ thì rất là vui, nhưng mà tranh luận là căng nha. Căng tranh luận là ai cũng sẽ có lý lẽ riêng. Lúc đó không có hài được nữa. Một biên tập và một cô giáo tranh luận nè. Nếu như mà nói thật lòng luôn á, là khoảng thời gian đầu, đặc biệt là khoảng thời gian chuẩn bị cho đám cưới á, từ tháng 5 đến tháng 11 năm ngoái của tụi anh á, một tuần mà dưới 7 lần cãi nhau là không đúng. Khi mà lo đám cưới rất là nhiều thứ để mình cãi và tranh luận. Nhưng em biết không, thì mỗi người sẽ qua quá trình cãi vã. Sau này bắt đầu là mình nhịn hơn rồi đúng không? Đúng rồi, tự em sẽ thấy hoặc là anh thì rất là thích cái kiểu như thế này. Cãi thì nó cãi rất nhiệt nha, anh cãi rất nhiệt. Anh cãi là anh phải cãi cho nó rõ ràng rành mạch, thì đó là cái tính của anh. Nhưng đợi đến khi mà bình thường đó, thì mình có thể nói nó cách khác. Bây giờ người ta nói là ông bà dạy là vợ chồng đóng cửa bảo nhau, tức là vợ chồng á sẽ hơn người ngoài. Ví dụ anh với em mà đi cãi với người ngoài á, dứt tranh luận là hết cơ hội để nói thêm. Nhưng mà vợ chồng á, nói gì nói mình nhìn nhau một tí, tối mình nằm nhau á là mình thở thẻ thôi, là cái câu chuyện nhiều khi được giải quyết. Anh sẽ không biết câu chuyện của nhà người khác như thế nào, nhưng riêng anh là phải rõ. Đúng rồi, tức là vợ anh với anh được cái là phải nói rất là rõ ràng, nói cho đầy đủ, nói cho thật sự là đầy đủ tất cả những ý mà mình muốn nói. Bởi vì không thể nào mà anh nói em á là anh là tính anh là không có giả vờ vui vẻ được. Thì như anh nói em lúc nãy đó, tự anh cũng sẽ thấy là anh đã đúng được bao nhiêu phần hay sai như thế nào, hay là lắng nghe cái lời của
người bạn đời của mình đó là tự khắc em cũng sẽ có suy nghĩ à, nhưng mà ai cũng sẽ thay đổi mà. Như những lúc như vậy sẽ giống như một bản tin thời sự vậy đó. Không, nói chung là phải cố gắng cho nó nhẹ nhàng. Anh nói em là anh phải hài hước là vậy á. Thì em nói giống như là phức tạp giống như bánh xèo vậy. Pha bột làm sao đó, nấu làm sao đó, pha nước mắm làm sao đó. Đúng rồi. Không mà anh nghĩ là hồi xưa mà ông bà mình mà nấu ăn là cũng là chiêm nghiệm nhiều thứ cho hôn nhân lắm á. Chứ không có lộn đâu. Anh lấy vợ là bây giờ là hơn nửa năm rồi nè. Là anh cảm nhận được rất là nhiều thứ á. Mỗi người sẽ có một cái cách quan tâm chăm sóc chia sẻ khác nhau. Mình có điểm mạnh điểm yếu. Nhiều điểm mạnh em mà nấu ăn. Em cãi với vợ đúng không? Em xuống em nấu ăn. Em vừa tách ra khỏi cái không gian cãi vã đó mà em nấu được món cho người yêu thương của em ăn nữa thì tự khắc cái sự thay đổi sẽ có. Bởi vì anh nghĩ là khi mà đã chấp nhận về với nhau rồi là thực sự là người ta rất là sẵn lòng cho cái việc chia sẻ và tha thứ. Là nói về trách nhiệm, trách nhiệm của em bây giờ không phải là với cha mẹ của mình nữa mà còn với cha mẹ của vợ hay là họ hàng này kia. Em sẽ cảm thấy là cái sự đóng góp của em vô trong cuộc sống nó nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ anh sẽ giống như là thật ra mình cũng sẽ có một người để chia sẻ. Nhưng đến khi mà em nhận ra là cái gì nó cũng có hai mặt thì em sẽ cảm thấy rất là dễ chịu với việc đó. Cho nên bây giờ ví dụ như vợ chồng anh đi sẽ chơi TikTok này kia cũng là vui vẻ hài hước vậy đó để người ta bớt căng thẳng vô hôn nhân. Chứ đôi khi mà mình cứ suy nghĩ là hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, hôn nhân là chỗ mà dạng như trách nhiệm nặng nề quá nên người ta không có tìm được niềm vui trong đó thì anh nghĩ là không có đúng đâu. Không, nói chung là tại vì anh là một người thú vị mà cái công việc của anh nó nghiêm chỉnh, anh tìm hiểu về thời sự, về tất cả các sự việc đã xảy ra để anh đưa tin. May mắn của anh thì đó nó làm cho mình. Nhưng mà thật ra là anh Tony bình thường rất là dễ thương và rất là vui vẻ. Mà để mà nói chuyện, hai anh em mà nói chuyện, chia sẻ và tâm sự với nhau thì có lẽ chắc là phải nhiều tới tối. Rất là nhiều chuyện để nói. Là chia sẻ nhân sinh quan. Và hôm nay em rất là vui khi mà anh đến đây tham gia một cái series về ẩm thực nho nhỏ của em. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và em chúc cho anh với lại vợ của anh sớm có baby đó. Lúc đó tụi em sẽ được nhận tin nhắn là anh chuẩn bị anh có baby rồi. Mình sẽ làm một cái tiệc nữa. Đó, mình sẽ làm cái tiệc chắc chắn là tụi mình sẽ có đón trai đón gái ha. Còn vợ anh là thích làm mấy cái tiệc lắm. Rồi anh cũng cảm ơn Tùng ha, hôm nay được vô bếp với em đúng không? Dạ. Góp một phần nhỏ xíu sức lực của mình để cho người em của mình có một cái câu chuyện để kể được nhiều hơn với những khán giả. Và ăn ngon nữa. Thực sự là anh thì anh rất là yêu thích món này á. Em bỏ công bỏ sức ra làm món này cho anh là anh thực sự rất là quý luôn. Cũng cảm ơn em, cảm ơn chương trình rất là nhiều vì đã có cái câu chuyện này, có cái buổi ngày hôm nay để cho anh và em chia sẻ như thế. Hy vọng là sẽ được chia sẻ nhiều hơn với tất cả mọi người. Xin cảm ơn Tony và xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi series Siêu Đầu Bếp Trong Truyền Thuyết của Hữu Thanh Tùng. Và mọi người nhớ subscribe kênh Hữu Thanh Tùng Official và theo dõi tập tiếp theo Tùng sẽ cùng trò chuyện và vào bếp cùng với ai nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.